Mình tên là Cường, mình sinh năm 97. Mình ở Hải Dương và mình đang theo học khóa K210 ở Học viện IT. Cái lý do mình học ở Học viện IT là mình có từ bé mình có sở thích mày mò với máy móc, laptop. Mình muốn mình đam mê với ngành nghề kỹ thuật và mình đã theo học được 3 buổi ở đây rồi, thì sau 3 buổi thì mình đã biết được cách nhận biết đời máy và cài Win và các quy trình tháo lắp máy laptop. Cái mục tiêu sau này của mình thì sẽ là một kỹ thuật giỏi về các dòng máy tính laptop, và mình có dự định sau này có thể mở các cơ sở sửa chữa laptop. Và mình khuyên các bạn trẻ là cứ theo đuổi cái sở thích của mình và không được chùn bước. Chúc các bạn thành công.